Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sắc màu văn hóa Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu phụ nữ Mường Lay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp đó, phụ nữ Phìn Hồ gìn giữ các trang phục truyền thống. Cuối chuyên mục giới thiệu vẻ đẹp trước khăn piêu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lay luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, qua đó góp phần tô điểm và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã. Thị xã Mường Lay nằm phía bắc của tỉnh Điện Biên với 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, không những mang vẻ đẹp thơ mộng, đằm thắm của vùng sông nước mà còn mang những nét văn hóa đa dạng và độc đáo. Thị xã có trên 70% dân số là dân tộc Thái với bản sắc văn hóa truyền thống phong phú mang đặc sắc riêng. Hiện nay, nhiều phụ nữ người Thái trắng ở đây vẫn chọn váy áo cóm và tắt lưng xanh truyền thống làm trang phục thường ngày. Dân tộc Thái nói chung, ngành Thái trắng nói riêng có đời sống văn hóa tinh thần rất phong phú. Đặc biệt là họ rất thích múa. Nghệ thuật múa dân gian Thái mang đậm nét đặc trưng. Các chi hội thì cũng có câu lạc bộ riêng và đã tập luyện để giữ bản sắc dân tộc của người Thái trắng. Và nhưng tuy rằng là không có kinh phí, nhưng mà các chị em đều tập luyện nhiệt tình và đi tập những cái tiết mục múa hát để giữ gìn để cho con cháu noi theo sau này và để luôn luôn lúc nào cũng là làm gương cho các con cháu để sau này họ không mai một. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lay đã tích cực vào cuộc, thành lập các tổ hợp tác và xây dựng mô hình nhóm duy trì mô hình làm bánh khẩu xén theo hình thức liên kết sản xuất để gắn kết các hộ làm khẩu xén và khẩu chí chọp đơn lẻ vào hoạt động có tổ chức. Trên cơ sở đó, nhằm góp phần tạo thêm nhiều việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân hậu tái định cư. Chúng tôi biết là cái làm nghề làm bánh khẩu xén này không được lái nhiều, nhưng vì là bánh gia cổ truyền ngày xưa chúng tôi thì phải lưu giữ lại để mai sau này con cháu không quên được cái bánh cổ truyền để không được mai một. Trước sự khắc nghiệt của thời gian, cũng không ngoại lệ, hiện nay nhiều nét văn hóa đặc trưng của người Thái trắng Mường Lay đang đứng trước nguy cơ sao thoa, thay đổi, thậm chí biến mất trong đời sống của họ. Chính vì vậy, việc quan tâm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đó đang là vấn đề bức thiết đặt ra của các ban ngành chức năng của thị xã Mường Lay. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lay đã tuyên truyền vận động cho hội phụ nữ cơ sở tổ chức tuyên truyền cho hội viên phụ nữ tiếp tục học tập và duy trì những nét văn hóa truyền thống vốn có của các thế hệ cha ông đã để lại, đặc biệt là những làn điệu xòe Thái và những cái nghề truyền thống như nghề làm bánh khẩu xén, làm khẩu chí chọp trên địa bàn trong những năm vừa qua. Đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền vận động cho các chi hội trên địa bàn thành lập các cái câu lạc bộ văn hóa văn nghệ để duy trì tập luyện những cái làn điệu dân tộc Thái cổ truyền thống của các ông các cha đã để lại. Và đặc biệt là trong những thời gian vừa qua thì các câu lạc bộ đã phát huy rất tốt những cái vai trò của những cái thế hệ đi trước truyền dạy cho hội viên phụ nữ cái lớp đi sau. Chúng tôi đã thành lập được rất nhiều các cái câu lạc bộ văn nghệ tại các chi hội phụ nữ. Và trong các cái hoạt động, ví dụ như 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3 thì các chi hội tổ chức những cái hoạt động văn nghệ giao lưu giữa các chi hội, trong đó giao lưu các cái điệu múa cổ có và những điệu múa hiện đại xen lẫn những cái làn điệu cổ cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người phụ nữ Thái Mường Lay không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc Điện Biên mà còn là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số là di sản văn hóa tồn tại từ ngàn đời thông qua quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa, chứa đựng những giá trị nghệ thuật, lịch sử của các dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc giữ gìn và bảo tồn nét văn hóa trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay là vô cùng cần thiết.
xã Phìn Hồ là nơi sinh sống của phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, đồng bào Mông chiếm hơn 63%, Hoa chiếm gần 20%, còn lại là các dân tộc khác. Trong số rất nhiều trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc, thì trang phục của người phụ nữ dân tộc Mông được xếp vào top cầu kỳ nhất, bởi phải tốn khá nhiều thời gian để thêu các hoa văn trên trang phục. Mỗi họa tiết, mỗi hoa văn trên váy áo đều do sự khéo léo và trí tưởng tượng của người phụ nữ tự khắc họa. Đối với phụ nữ người Mông chúng tôi, việc thêu thùa may vá trang phục là việc thường xuyên đấy. Thế nên khi đi nương, đi ruộng, chúng tôi vẫn mang theo kim chỉ vải vóc, cứ rảnh rỗi là mình bỏ ra để thêu luôn. Mỗi năm thì phụ nữ bản chúng tôi, mỗi người đều tự tay làm từ 4 đến 5 bộ trang phục mới cho mình và cho các thành viên trong gia đình. Cứ ngày lễ Tết, đám cưới thì ai cũng diện đồ mới. Trang phục càng đẹp bao nhiêu thì càng thể hiện được mình khéo léo, đảm đang bấy nhiêu. Đã thành thông lệ, hàng năm cứ thu ngô, thu lúa xong là chị em ở bản Mậy Hốc thường tụ họp lại cùng nhau thêu thùa may vá. Người thêu giỏi dạy lại cho người mới biết thêu. Khi đi nương, đi ruộng, mỗi người vẫn mang theo kim chỉ, vải vóc, cứ rảnh rỗi là bỏ ra để thêu. Mỗi năm phụ nữ trong bản đều tự tay làm từ 4 đến 5 bộ trang phục mới cho mình và cho các thành viên trong gia đình. Các họa tiết trang trí trên váy áo đều do mình tự vẽ, tự thêu. Mình thích hình gì thì tự thêu hình đó. Thêu nhiều thành quen tay và sẽ tự sáng tạo ra nhiều loại họa tiết khác nhau. Thông thường chúng tôi thường thêu các hoa văn bằng những sợi chỉ màu sặc sỡ, như vậy mới đẹp và bắt mắt. Người Mông cũng thích màu sắc rực rỡ vì nó tượng trưng cho sự may mắn. Ở huyện Nậm Pồ, chỉ riêng có xã Phìn Hồ có dân tộc Hoa sinh sống. Trang phục của người Hoa nhìn qua khá đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật bởi các gam màu tươi sáng. Ngày nay, phần thân áo được may bằng vải đơn sắc được chị em mua ở chợ về. Vải may áo có thể có hoa văn in chìm chứ không in hoa văn to hay họa tiết màu đậm. Bởi vậy, phần cầu kỳ và làm nên nét riêng biệt của chiếc áo chính là cổ áo và tay áo. Phần này được thêu hoàn toàn bằng tay. Chiếc áo có nổi bật, có tinh tế hay không là nhờ vào tài nghệ thuật phối màu chỉ, thêu các hoa văn cùng những đường nét thêu tay tinh tế của người làm ra nó. Cũng có thể pha thêm một chút vải màu khác để làm hàng cúc. Hàng năm cứ thu ngô thu lúa xong là chị em chúng tôi thường tụ họp lại cùng nhau thêu thùa may vá. Đã thành thông lệ rồi, người thêu giỏi dạy lại cho người mới biết thêu, nên chị em trong chi hội chúng tôi ai nấy đều tự biết thêu, may trang phục truyền thống. Chi hội chúng tôi cũng đưa ra mục tiêu là xây dựng hình ảnh người phụ nữ dân tộc Hoa ngày càng hiện đại văn minh, vừa có thể tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, lại vừa là người vợ, người mẹ đảm đang. Phìn Hồ được ví như một cái nôi bảo tồn văn hóa các dân tộc của huyện biên giới Nậm Pồ. Nơi đây lưu giữ bản sắc văn hóa bằng nhiều hình thức, qua các hoạt động văn hóa văn nghệ hàng năm, qua những phong tục tập quán và qua các lễ hội. Xã Phìn Hồ cũng là một địa phương của huyện Nậm Pồ có hội xuân hàng năm được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao dân tộc đặc trưng. Nó trở thành một bảo tàng sống, lưu giữ được nhiều nét văn hóa, truyền thống của các dân tộc anh em trên địa bàn. Trong những cái năm qua ấy, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phìn Hồ thì phụ nữ luôn là những người giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình. Ở trong xã Phìn Hồ thì có hai dân tộc chính, đó là dân tộc Mông và dân tộc Hoa. Thì nhất là các chị luôn luôn tự thêu những cái bộ trang phục cho mình tự mặc và không phải đi mua. Trong xã Phìn Hồ thì hai dân tộc Mông và dân tộc Hoa thì các chị ở trong xã thì hàng năm thì có cái hội xuân từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 2 âm lịch thì các chị luôn luôn mặc những cái bộ trang phục mình tự thêu, tự tay mình làm ra. Với bàn tay khéo léo cẩn mẫn, người phụ nữ Mông, phụ nữ dân tộc Hoa ở nơi dẻo cao Phìn Hồ đã làm nên những bộ trang phục độc đáo mang bản sắc riêng của mình, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.
Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào Thái Đen Tây Bắc nói chung, người Thái Đen tỉnh Điện Biên nói riêng, khăn piêu có ý nghĩa về mặt tâm linh, được ví như một tín vật trong tình yêu, một phần của trang phục làm nên vẻ đẹp riêng có của người phụ nữ. Chiếc khăn piêu cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá người phụ nữ Thái. Vì thế, phụ nữ Thái Đen trước kia ai cũng phải biết làm chiếc khăn piêu. Với người con gái Thái Đen Tây Bắc nói chung, Điện Biên nói riêng, khăn piêu là một phần trong bộ trang phục góp phần tô điểm thêm nét đẹp của họ. Trong đời sống, khăn piêu được coi như món quà, một tín vật hay là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm của người con gái Thái. Trong đời sống tâm linh, khăn piêu được dùng để đặt trong các lễ như lễ tạ ơn, lễ cúng ma nhà, họ ngoại, sử dụng trong lễ cúng bàn, cúng mường. Đặc biệt khi nhà có tang, khăn piêu được dùng làm lễ vật trong tang lễ. Trong đời sống tình cảm của người Thái, trai gái yêu nhau còn nhờ chiếc khăn piêu nói hộ lòng mình. Từ nhỏ thì đang tập thêu thì mẹ tôi dạy tôi tập thêu. Bởi vì con gái của Thái thì bao giờ cũng từ 8 tuổi đến 10 tuổi trở lên phải thêu. Sau khi lấy chồng thì mình phải có cái khăn để làm quà tặng bên chồng. Chúng tôi ở Tây Bắc thì có những cua cá, những cây cối thì tưởng tượng ra là thêu cái hình đấy lên cái khăn piêu của mình. Tôi dạy cháu thì cũng phải nhắc cháu thêu là cho đẹp, này muốn giữ được cái bản sắc của mình. Con gái Thái của mình thì không bao giờ bỏ cái khăn piêu, như là dệt là thêu, cái đấy là các con phải giữ. Hoàn thiện một chiếc khăn piêu phải trải qua nhiều công đoạn hết sức tỉ mỉ, từ việc chọn vải làm khăn, phải là vải trắng tự dệt có sợi nhỏ mịn. Sau khi chọn được miếng vải ưng ý mới đến các công đoạn nhuộm vải công phu từ chàm để thu được sải vải màu đen. Chỉ dùng để thêu khăn piêu cũng được nhuộm kỳ công. Màu sắc của chỉ cũng được lấy từ màu sắc của các loại cây cỏ, hoa lá có từ thiên nhiên. Cút piêu phải lấy vải đỏ rộng 1 cm, bên trong bọc lõi chỉ, rồi cuộn tròn lại. Cút piêu sau khi được làm xong, được ghép lại khéo léo vào đầu piêu. Ngày xưa khi mẹ truyền dạy thêu piêu cho mình biết rồi, bây giờ thì muốn truyền dạy cho con cháu sau này biết thêu khăn piêu để bản sắc dân tộc mình không bị lãng quên. Thêu không được đẹp thì cũng phải nhớ vào các cháu, các con làm giúp được một tí, cũng biết được ít, không biết được nhiều cũng phải học được một tí. Cái gì dân tộc mình làm thế nào thì cũng phải giữ cho các cháu, các con. Không chỉ gắn bó với cuộc sống thường ngày, bình dị của người dân, chiếc khăn piêu còn là vật tín, minh chứng đặc biệt cho tình yêu đôi lứa. Khi xưa và những dịp lễ hội, khi cô gái tung còn, chàng trai nào bắt được phải đền cho cô một hoặc hai đôi vàng bạc. Còn khi chàng trai ném còn mà cô gái không bắt được thì phải đem khăn piêu ra tặng chàng trai. Chiếc khăn khi ấy trở thành cái cớ để họ hẹn ước rồi yêu nhau. Nếu cô gái không yêu chàng trai thì có thể đem vật khác đến xin lại chiếc khăn của mình. Ngày nay, chiếc khăn piêu không chỉ là vật dụng quen thuộc của đồng bào dân tộc Thái mà còn trở thành món quà lưu niệm ý nghĩa đối với du khách trong và ngoài nước khi đến với Điện Biên, mảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc. Và đến đây, chuyên mục sắc màu văn hóa Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.